Thưa thanh tra, nạn nhân được xác định là nghệ sĩ liên qua và chồng của cô ta. Người phụ nữ bị bắn xuyên qua ngực. Nhớ, người nắm vụ này là tôi, chứ không phải là ông. Vụ án kết thúc. Thanh tra, ông hãy làm ơn giúp tôi giải quan cho anh Tốn đi. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Kẻ chiến thắng, người bị thương. Cái quái gì cũng làm thắng tịch thu. Thanh tra, cậu chủ bị bắt rồi. Chúng ta đi sai hướng rồi. Hai người đến đồn cảnh sát. Đi đi.